Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Vẫn như mọi khi, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một chiếc máy cắt tỉa hàng rào. Đây là một trong những lựa chọn tốt đối với các bác nào đang cần những chiếc máy cắt tỉa hàng rào cầm tay và chạy động cơ chạy xăng. Đối với cái dòng máy cắt tỉa hàng rào ấy, đôi khi các bạn mua bây giờ mua mà mới trên thị trường thì giá rất đắt. Nếu mà của Makita mình nhớ mang máng mã 7660 hoặc là những cái mã của Husqvarna hay Estin thì các bạn mua rất là đắt. Estin HS45 sản xuất tại Trung Quốc cũng có mức giá lên đến hơn 5 triệu rồi. Còn đối với những cái dòng máy tàu thì chất lượng quá là kém. Hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một trong những cái lựa chọn cực kỳ tốt. Đây là chiếc máy cắt tỉa hàng rào Kawasaki hàng mới luôn, chưa sử dụng. Và các bạn có thể thấy được tình trạng chiếc máy này qua video chúng tôi đang quay. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cách kỹ càng hơn đối với những bác nào chưa biết đến dòng máy cắt tỉa hàng rào của Kawasaki. Đây là hàng mới nha các bạn nhé, hàng mới luôn, chưa qua sử dụng. Và tôi có một cái đầu rồi để cho các bạn xem. Nếu các bạn nào mà thắc mắc về nguồn gốc xuất xứ hay là về chất máy của cái Kawasaki này, đây là chiếc máy cắt tỉa hàng rào sử dụng động cơ Kawasaki TJ23v. Thì đối với Kawasaki thì nếu mà các bạn mà thì trên thị trường Kawasaki thì không có hàng nhái nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm được. Đây là một chiếc máy cắt tỉa hàng rào sử dụng lưỡi đôi, tức là lưỡi hai, tức hai bên này. Có một cái dòng mà dùng lưỡi một bên, còn dòng này là dùng hai bên, thì các bạn dùng cho khuôn viên vườn thì nó sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều. Dòng lưỡi này là lưỡi cắt chuyên cắt tỉa hàng rào, vì vậy là cái răng của nó lại răng mập các bạn nhá. Răng mập thì nó sẽ cắt khỏe hơn. Đối với những cái các cái cành cây mà thân nó hơi cứng thì vẫn có thể sử dụng một cách bình thường. Động cơ TJ23V thì theo mình nghĩ cái piston của nó sẽ rơi vào tầm khoảng đâu đó tầm 31 cho đến 32 ly. Đối với một số bác nào thắc mắc là dòng máy này có đồ thay không thì bên mình 100% có đồ thay. Đối với TJ23V này mình nhập được một lô rất là nhiều, vì vậy nên là đồ thay của cái động cơ này vô biên luôn và rất là hợp lý. Đây các bạn có thể thấy được chiếc máy này, vào gần hơn để các bạn có thể thấy được rõ hơn về kết cấu của máy. Đây là phần động cơ. Đây các bạn có thể thấy động cơ của nó, bản chất của nó là cái động cơ cắt tỉa thôi chứ không có gì khác cả. Nhưng mà nó thiết kế ngược, tức là cái phần chụp giật nó sẽ ở bên, ví dụ cắt tỉa thì cái bên này sẽ là bên côn. Còn đối với máy úp như này nó cần thiết kế kiểu như thế này để cái bên này nó sẽ trở thành bên chủ giật để khởi động máy. Đây là bên côn này các bạn này, nó có một cái chuông côn ở ăn theo phần lưỡi, một cái côn ở cái vị trí này thì nó sẽ chạy xuống phần lưỡi. Thế thôi, rất là đơn giản. Đây là tay cầm, thì tay cầm này giúp các bạn có thể xoay được đây này. Các bạn nhìn thấy không? Tay cầm này có thể xoay được nhá. Công tắc chạm mát. Đây. Máy mới 100%, chế hòa khí One Pro WIA hai họng nhá các bạn nhá. Mã cốt này. Đây, các bạn thắc mắc về cái vấn đề động cơ thì mình sẽ cho các bạn xem. Mình có một cái động cơ rồi đây, để cho các bạn xem nếu ai thắc mắc nhé, xem có phải chất Nhật không. Đó, nhưng mà mua theo kiểu đường hàng bãi ấy, nên là có mức giá rất là rẻ để cho các bạn tiếp cận. Nếu mà các bạn mua mà những cái máy tỉa hàng rào này sản xuất tại Nhật ấy, hoặc là hàng xịn ấy, giá rất là cao. Đây này, anh em, xin mời. Japan này. Đó, TJ23V Japan. Japan đóng lốc luôn nhá. Đây này, các bạn thấy rồi. Đây, đây nữa, trên lốc này nữa. Đó, Japan. Nói chung là Kawasaki này không có hàng giả hàng nhái nên các bạn mua hoàn toàn yên tâm. Chế này là chế hai họng nhé các bạn nhé, chế hai họng này. Và vú bơm của nó thì không thiết kế ở chế, mà vú bơm nó thiết kế ở đây, ở vị trí này. Vú bơm này thay, dòng này chế tay đỏ này. Anh em hiểu tay đỏ là nào, là le gió gẩy lên này. Kawasaki TJ23V, máy cực kỳ chất nhá. Japan 100% luôn, nên là các bạn hoàn toàn yên tâm. Rồi, lưỡi này thì dài khoảng tầm 60 phân nhé các bạn nhé, 60 phân lưỡi, hai hàng, lưỡi răng mập. Và cái tay này cầm rất là chắc chắn này. Máy mới 100% luôn, do nhập về đường hàng bãi. Vì vậy, những cái phần áo nhựa này bị xước một tí, cái điều đấy là không thể nào mà tránh khỏi. Nên là anh em thông cảm nhá. Bây giờ mình sẽ nổ cho các bạn nghe, đánh giá. Siêu êm luôn. Đây mình sẽ cắt cho các bạn xem. Yeah.
nó cắt tỏi nhiều. Này không? To không? Này, dưới này dây dây ga nó mọc kinh khủng khiếp luôn này. Này. Này, dây ga nó mọc kinh luôn. Kinh nhỏ, cái này nó rằng dây gai kinh luôn. Kinh không? Nhẹ nhàng. Anh em thấy không, vài đường cơ bản luôn, tan nát trên muôn. Đây, các bạn nhìn này, cỏ này, mẹ nó bán thân dày như này cơ mà. Đây này, cước đưa vào còn quẳng nữa này. Này, nó bám kiểu nó bám dày lại này, này. Kinh chưa, này. Đó, phang hết luôn. Này, ngon lành cành đào, mà dùng nó rất là nhẹ nhàng. Đúng không? Ok, quá hay luôn. Rồi, các bạn mua hàng thì có thể liên hệ Điện Máy Bình Sơn nhá. Giá của máy này là mới tinh 100% luôn. Và giá của mình bán là 3.800.000. Nếu các bạn có nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ Điện Máy Bình Sơn. Một lần nữa thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video sau.